Dịp khác thường, họ đạo trở thành câu chuyện chung của cả làng. Người thì nói, họ đạo chuẩn bị có lễ to lắm. Người khác lại bảo, nghe đâu người ta mời cả hội thánh về cơ đấy. Có người lại tự hào về hiểu biết của mình mà quả quyết rằng, bên nhà thờ người ta mời mấy đức thánh cha ở Hà Nội về tế lễ đấy. Trọng kính đức cha, trong 100 năm qua, đây là lần đầu tiên giáo họ chúng con được vinh dự và long trọng đón rước một đức giám mục và đông đảo quý cha. Thật là khó diễn tả hết niềm hân hoan vui sướng của chúng con. Đức cha đã đến và mang ơn Chúa đến cho chúng con. Sự hiện diện của đức cha làm cho niềm vui của chúng con được trọn vẹn. Lời cầu nguyện của đức cha và quý cha trong thánh lễ ban thêm sức sống mạnh sống đạo nơi chúng con. Chúng con xin tri ân cha xứ Giuse. Từ nhiều ngày nay với tấm lòng mục tử lớn lao, cha đã yêu ái quan tâm cách đặc biệt đến giáo họ chúng con để ngày hôm nay chúng con có được thánh lễ trang nghiêm và sốt sáng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình giáo họ xây dựng nhà thờ, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự trong các ngày lễ. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các hội đoàn, ban chấp hành sứ ra trạng, các đoàn nhà sứ, hội kèm đồng giáo sứ Vĩ Nhế, hội chống họ Tân Loan, sứ Vĩnh Trị, hội chống giáo sứ ra trạng, các vị ân nhân xa gần, các bác, các cháu trong gia tộc thuộc ngành trên, đặc biệt là sự giúp đỡ của quý báu đầy tình huy đệ của giáo họ Hạ Giác, sự hiện diện, cộng tác và lời cầu nguyện trong tinh thần liên giới của quý vị là niềm khích lệ nâng đỡ giáo họ chúng tôi. Chúng con xin kính xin đức cha, quý cha của cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ giáo họ nhỏ bé chúng con, giúp chúng con can đảm sống lời Chúa và phát giảng lời Chúa cho mọi người, để chúng con trở nên muối và ánh sáng trên mảnh đất quê hương. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của mẹ Maria và Thánh An Tôn của anh Thầy ban cho đức cha, quý cộng đoàn và quý khách sức khỏe, bình an và luôn luôn lành hồn sáng. Chúng con xin kính dâng lên đức cha, quý cha những bó hoa để thắm để tỏ lòng biết ơn và lòng ngưỡng mộ của chúng con. Chúng con đồng kính chúc. Nó vỗ chạm vào đây rất là to, chúc mừng giáo họ chúng con ngày đặc biệt hôm nay. Này đi cha nói có cha quê hương là cha Quan, có cha cũng là quê hương Đàn Anh nữa là cha Phật Hà Hà Nội, cha Gia Cô Bê. Thì đức cha với người cha Gia Cô Bê có vài lời với tâm tình với giáo họ chúng con. Con xin phép đức cha. Xin phép quý cha. Kính thưa quý bà anh chị em, ban nãy khi mà chúng tôi vừa trên xe xuống thì tôi rất là xấu hổ, rất là ngượng bởi vì là khi vừa trên xe xuống, đức cha có một bó hoa của giáo họ đưa ra đón ngài, thì ngài đã trao cái bó hoa đấy cho tôi. Mặc dù là ngượng nhưng mà chúng tôi cũng thấy rất là vinh dự bởi vì đi ở trên xe là có cha du xe Tèm và cha du xe Hảo Quang đi cùng với chúng tôi, nhưng mà đức cha lại không trao cái bó hoa nữa cho cha Tèm hay là cho cha Quang mà trao cho tôi. Thấy ra là ngượng mà tôi cũng thấy một phần nào là vinh dự, nhưng mà tôi thấy cái vinh dự lớn nhất cho giáo họ Dương Phạm chúng ta ngày hôm nay đó là chúng ta được kỷ niệm 100 năm giáo họ đón nhận ánh sáng tin mừng của Chúa. Nếu như mà không nhìn ở đâu xa mà chỉ nghe trong hai giáo sứ Đại Lạc và Gia Trang, giáo sứ mà cha Dung Xe đang coi sóc chúng ta, hay là có thể là nói sang các giáo sứ hàng xóm như là giáo sứ Kẻ Đất hay là giáo sứ Vĩnh Trị, thì có lẽ là
giáo họ sư phạm rằng một giáo họ cũng cái vinh dự lớn lao nhất, mặc dù là một giáo họ rất là nhỏ về nhà thờ, hẹp về khuôn viên và ít về người, nhưng mà lại có một cái vinh dự lớn lao nhất, đó là đã kỷ niệm 100 năm đón nhận ánh sáng tin mừng của Chúa. Mà có lẽ tôi nói không biết là có phải chủ quan hay không, mà ngay trong hai giáo sứ bị chị không em nói, nhưng mà giáo sứ Đại Đặng và giáo sứ Đại Tràng có lẽ là giáo họ Dương Hạ tuy là nhỏ nhưng mà lại là vĩ đại nhất ở trong hai giáo sứ Đại Đặng và Gia Trạng, hai giáo sứ mà Gia Trung Xe của chúng ta đang có sóc. Xin một đám tay nữa để chúng ta chúc mừng cho giáo họ Dương Hạ. Dạy thế nào thì con xin vâng như thế, nhưng mà con cũng bị bỏ bom nên đột ngột quá, con chẳng biết nói gì nữa. Con xin cảm ơn Đức Cha, cảm ơn Quý Cha và Thầy. Vậy tổng đoàn chúng ta đến lên cái thức thánh lễ. Lễ sau chúc anh chị em đi bình an.